Hello mọi người, hôm nay có món chả cá tích quê hương. Đó. Chả cá mình làm sạch xong mình mang đi xay nha. Mình đi xay xong rồi mình đem về mình trộn với một chút gia vị nữa. Tiêu, hành, ớt, tỏi, muối, đường tùy theo mọi người muốn ăn gì đó ăn. Cái này người tí muối nha, bỏ tí muối. Rồi ok, tiếp tục mọi người thấy. Xong rồi mình làm món gì, chiên đúng không? Chiên. Chiên. À, thơm ghê luôn em ơi. Thơm nhá. Mới ăn sáng xong rồi nghe cái mùi là thấy đói bụng lại rồi đấy. Em cứ tiếp tục giả, khi nào đến hết 5 phút là anh xả clip. Xấu. Mẹ mua nấm lá rồi. Anh cỏ không giữ. Con đã mới mua về đây. Anh trồng cây chanh chưa? Chưa. Đợi tí đi. Đợi tí là nó hư sao? Không. Ném lá này đi, Trang. Vô. Nè. Hành tí đi, cắt hành đi. Nén mà người ta nén rồi làm gì có nem lá. Thì cái nấm. Mua xe về mở đi con cả sau nha. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Mua xe về đi con cả luôn nha hả? Ừ. Lấy cho mợ miếng nước uống coi. Bây giờ là clip này là mình chỉ trộn gia vị vào cá thôi, và chả cá thôi. Nước là bằng nước cháy. Rồi một lát nữa mình sẽ đăng clip tiếp theo là không đổ đi. Chiên cá đúng không em? Chiên chả cá đúng không? Ừ. Đó. Sẽ có phần 2 là mình sẽ chiên chả cá ăn. Mùi thơm cực kỳ luôn á, cái mùi thơm ha. Trời ơi. Chiên lên ăn cơm nóng. Mở ra đi. Ủa cá của em mở. Thơm quá mọi người ơi. Nó bay mùi lên rất là thơm. Cái chai thơm. Cái chai thơm. Bắp nhà đi bắp. Vẫn là quang cảnh quê hương thân ruột mọi người đó. Quay coi cho gấu hồi sáng mới hái trái. Vùng quê mà. Thôi tạm biệt mọi người nha. Mọi người muốn ai ăn cái này thì liên hệ mình luôn để mình ship luôn nha mọi người. Đó. 1 ký chả cá 100k. Đâu. Tạm biệt mọi người ha, đón xem clip tiếp theo mình chiên chả cá trích. Ăn và thưởng thức. Ăn cơm nha. Rồi, tạm biệt mọi người. Ai chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye.